kênh Trang TV. Hôm nay là ngày cuối cùng quay hình chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ 2. Đã trải qua 5 ngày quay hình rồi, ngày 17, 18, 19 tại tháng 7 và ngày 24, 25. Hôm nay là ngày 26 tại tháng 7 năm 2023. Anh em Phương Dừa đã quay hình được tổng cộng là 10 tập. Hôm nay là ngày cuối cùng sẽ quay hình 3 tập nữa và dự kiến chắc là cũng phải đến sáng sớm không sao. Tại vì bữa giờ quay hình 2 tập thì theo lịch trình dự kiến là sẽ khoảng đến khoảng 7, 8 giờ, 9 giờ là xong. Nhưng mà lúc nào cũng vì trở ngại của thời tiết nè, vì nghệ sĩ họ cũng phải thay đồ, chỉnh trang lại trang phục nên nó hơi mất một thời gian một xíu. Rồi có những lúc mà âm thanh bị trục trặc nữa, rồi trời mưa nữa. Đó nên là chương trình lúc nào cũng kéo dài đến 12 giờ rưỡi không à. 12 giờ rưỡi khuya đó nha. Đó nên là hôm nay dự kiến 3 tập thì chắc cũng phải tới sáng sớm hôm sau. Mà Trang thiệt là không dám đoán giờ là mấy giờ luôn. Tại vì đuối quá rồi. Nghe nói 3 tập là hết xỉu. Vừa qua 2 tập thôi mà đã đến 12 giờ rưỡi rồi. Chạy về nhà là hết đến 1 giờ. Xong rồi sáng 6 rưỡi là phải chuẩn bị lên 7 giờ rưỡi. Nhưng mà cũng rất là mừng là tất cả anh em ekip đều khỏe mạnh, đều năng lượng hết. Hôm nay bắt đầu một ngày mới rất là sung sức để mong là cái tập cuối, rồi mong là cái ngày quay cuối cùng thiệt là vui. Dạ cha chị. Dạ. Rất là vui là những cái tập mà quay hình á, mặc dù là khuya nha, nhưng mà quý bà cô chú anh chị vẫn ở lại xem rất là đông. Nhiều khi tụi Trang tưởng là cái tập cuối không có khán giả xem đâu, nhưng mà may quá vẫn có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị đón xem ủng hộ. Đó chính là cái điều nguồn năng lượng mà tại sao cô chú anh chị nói là sao lúc nào cũng thấy Trang năng lượng hết, thấy thì cũng Trang cười hết, thấy mấy bạn thì còn uể oải bị bệnh này nọ chứ Trang thì lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ đây chị Ngọc Huyền mới tới nè. Đó bây giờ chị vô để chị chuẩn bị để chị quay hình cho cái tập cuối ngày hôm nay. Dạ nói chung chị Huyền thì chỉnh chu về trang phục về mọi thứ lắm, nên là lúc nào chị cũng kỹ, rồi cũng có bạn make up riêng để theo từng chủ đề của từng tập. Giống như mỗi tập của mình á, thì sẽ có tập thành học sinh nè, cũng có xe tập về trang phục là hằng nghe nè. Nói chung là nhiều chủ đề đặc biệt lắm. Đó. Dạ bây giờ thì mình đi một vòng để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh em coi. Đó. Hôm nào khi nào mình vô là lúc nào bên Trang cũng sẽ chuẩn bị một cái bàn cúng để các nghệ sĩ cũng như các anh chị em trong ekip mình sẽ đến cảm ơn tổ nghiệp, rồi xin một cái chương trình thuận lợi thành công. Và đây là khu vực đạo cụ. Ngoài cái khu vực sân khấu thì lúc nào nó cũng náo nhiệt cái đó, thì cái khu vực đạo cụ hậu trường này thì là các anh tráng sĩ lúc nào cũng ở đây âm thầm. Nói chung mình ở ngoài mình hú hét cái gì đó, chỉ cần nghe đến đạo cụ là ở đây sẽ có những anh xách đồ ra. Dạ giới thiệu cô chú anh chị, đầu tiên dạ cụ Tư. Dạ cụ Tư sẽ là người kết nối giao giữa sân khấu với lại khu vực này. Dạ đây để cụ Tư ăn sáng xíu. Dạ đây là anh Thái, tôi người miền Tây. Mời quý bà con ăn ổi. Rồi hôm nay đâu ra ổi ngon vậy anh? Ổi 48 nhà cậu Tư. Dạ. Yeah. Ủa anh qua ở ké nhà của anh Khương thôi mà cái qua vườn lấy ổi cấp ổi lên đây luôn hả? À, không có, cái này không có ăn cấp ạ. À. À. Cái này ông Tám tự nguyện cho. Trong sách lên luôn hả? Ờ. Thôi nghiệp, hãy cho ở ké xong mà còn phải tốn ổi lên 40 bịch đi luôn. Nguyên một bịch. Trời ơi. Vậy chứ cái này của dung dân dung vẻ. Dạ. Đặt ổi của ông Tám để cho các anh chị em trong ekip. Dạ. Khi nào buồn miệng ăn cho nó vui, nhưng mà ổi ông Tám đặc biệt rất là ngon nha quý bà cô chú. Dạ, ổi nhà trồng mà không có ấy thuốc gì hết. Dạ. Ủa mà này ông Tám có bán luôn không à? Không ăn cậu Tư? Có mà. Bán luôn anh. Ổi cho trồng 8 công mà. Nhưng mà như người quen đúng không? Người quen mới bán chứ đâu bình thường đâu không có. Ờ. Còn ví dụ ai xin thì cho. Ai xin thì cho hả? Vậy nếu mà giữa bán với xin thì em xin ạ. À. Đúng không ạ? Không ai xin thì bán. À không ai xin thì bán. Đây sẵn đọc số điện thoại để mốt sau cô chú mà có mua ổi mà muốn đặt giao thì sao, có bao nhiêu giao bao nhiêu ký hay là sao anh? Riêng ổi nha. Ừ. Là muốn mua hay muốn xin là phải gặp trực tiếp. À vậy hả? Không có số điện thoại. À. Đúng là cái này là ổng không có bắt máy. À dù là gia tài có chi nhưng mà dường ổi là của ông bà Tám đúng không? Rồi. Dạ. Riêng ổi. Vậy muốn là gì là phải gặp trực tiếp. À, vậy... đam mê. Đây anh còi nữa, bữa giờ là không có bán thôi chưa à. Có chia sẻ. Dạ. Anh tên thiệt là gì anh? Nguyễn Minh Dương à. Anh à trời giới thiệu giống như là ca sĩ vậy nha, tên thiệt là gì? Dạ Nguyễn Minh Dương à. Hôm nay mới biết tên, hôm nay mới biết tên thiệt anh á, chứ bữa giờ toàn cậu Tư chọc cơ anh là anh còi cái xong kênh còi. Đó còi quá yêu cầu. Giờ là đã mập mạp biết rồi. Có da có thịt rồi, đỡ yêu cầu nha.
À, kêu ốm mà vậy là em tự sửa tên. Dạ. Giống như đây là anh Quậy, hồi xưa là tên Quậy hả anh? Này, mà Quậy quá. À, mà em toàn kêu là anh Quạo không à. Em không kêu anh Quậy. Em vẫn kêu là anh Quạo. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ. Trời, anh giống như là Superman vậy, kêu đâu cũng là bay được cái cửa nhào ra. Hôm nay là mình quay 3 tập. Đó, bây giờ em sẽ dự đoán coi là mấy giờ mình sẽ xong. Nha. Bây giờ tham gia thử thách dự đoán này thì mọi người bỏ 50 ngàn. Yeah. Rồi nếu mà anh dự đoán đúng, nguyên cái số tiền đó là của anh. Yeah. Được không? Yeah. Chịu không? Yeah. Đó, bây giờ chết lại không, em có tiền đây. Em là bây giờ em sẽ dự đoán là 3 giờ sáng xong. Anh dự đoán 4 giờ. Đây em là 3 giờ này nha. Dạ, Trang LTP xin dự đoán là 3 giờ sáng ngày hôm nay sẽ quay hình 50 ngàn. Dạ. Yeah. Đâu, anh tham gia dự đoán anh bỏ 50 vô. Cho anh thiếu đi, chừng nào mà có kết quả anh chung. Rồi lỡ tiếng anh lỡ nó chúng rồi anh được làm không được tiền nha, chơi lên mất tiền vô vậy nó mới xuống. Không có, bây giờ hết tiền rồi, đi xe này hết tiền rồi, cho mượn 50 bỏ vô đi. Ủa gì vậy hả của tớ, sao vậy, từ dưới quê lên mà không mang tiền không gì luôn hả? Ừ. Ủa kênh YouTube 200 mấy một ngàn người sao anh? Tập bỏ là hương nhà lên là để phụ cái phần trợ diễn. Dạ. Là để tập trước. Dạ. Là không tính không là về. Dạ. Ai về đâu bị anh Phương bắt ở lại luôn. Là ở lại cũng gần 10 ngày anh. 10 ngày. Dạ. Cái hôm bữa về vợ đâu có dám cho đi. Dạ. Đánh đâu có cho đi. Dạ. Thành ra cúp tiền. À. Đó. Cái chuyện đó là vậy đó. Cúp này mà vẫn lì nha, vẫn đi. Vẫn đi. Bạn bè quan trọng. Nghe bạn ơi. Rồi từ từ, anh Thái từ từ. Giờ em quốc cầu tư nè. Em là 3 giờ sáng, ngày hôm nay xong, em chung. Đó, còn cầu tư là dự đoán mấy giờ? Anh thì cũng... anh nghĩ chắc cũng phải ba rưỡi à, ba rưỡi à. Ừ. Nói chung là nếu mà kết thúc 3:20 nào gần hơn thì là trúng nha, 50 à. Anh thắng là anh gom hết, nay em đi hết từng người, anh thắng là gom hết, có cái clip này làm bằng chứng nha. Kết thúc là sao? Kết thúc là giống như là trao giải cái tập cuối cùng. Đúng rồi, trao giải là cắt máy cuối cùng á, à 50. Tính chữ cắt máy cuối cùng nha. Đề cổ tư là chính xác số giờ ạ. 3:30 đi thôi, 3:30 đi chứ 4 giờ thì trễ quá. Chết rồi, còn thay đổi còn 3 giờ thì nó sớm quá, 3:30. Vậy em sao xin lỗi, Trang LTP xin thay đổi là 3:30 à. Vậy là hai người là 3:30 nha. Bây giờ đó đúng là 3:30, coi như là 3:35 mà mình gần hơn thì chính xác, còn có ai dự đoán gần hơn nữa thì chính xác nha. Đó là có hai người rồi. Đây, anh Thái là mấy giờ? Nếu như mà 3:40 thì sao? Thì ai gần hơn thì tính. 3:40 là nó gần với 3:30. Còn ai mà dự đoán 4 giờ thì không được, nào gần hơn thì tính. 3:45. Thì anh dự đoán 3:45 phải không? Không, nếu như 3:45 thì em nói là nếu 4 giờ gần... theo anh nghĩ là 4 giờ lấy lên chứ không có 3 giờ. Vậy thì anh chốt đi, anh chốt một thì số anh chốt 4 giờ. Anh chốt 4 giờ phải không? Okay. 50. Này em chung cho anh. Đi, nãy, em chung cho anh, phải rõ ràng. Hả? Rõ ràng. Giờ em có 20, anh có 30 không? Để coi. Một hết rồi. Này là ưu ái lắm á. Rồi dưới quê lên mà ưu ái vậy chứ đây là ta chơi tiền tươi. À có. Rồi đây. Chơi 50 luôn. Ai biết được đúng không anh? Người ta kêu là cái gì? Làm giàu không khó. Sau 4 giờ là sẽ biết giàu hay không đúng không? Sau 4 giờ biết ai giàu không ai. Còn mình là phải sau ngày hôm nay. Không, anh 4 giờ là biết ai giàu không ai liền. 4 giờ sao? Rồi vậy là có 3 người nha. Anh ốm anh sợ quá, anh chùi mất tiêu rồi. Chùi. Trời ơi, mình hùng 50 mà ai biết được kết cục của mình là mình được 400 sao chạy. Đúng không? Đi hết cái kiếp này dữ. Dạ, dạ để em đi tiếp nha. Đó. Đi một vòng hết đây kiếp này là. Thì ấy là ai mà trúng thì mình mua nước cho mọi người. Coi như là mình hùng lại chứ mọi người. Đây, bé Việt, nhà bé Việt sản xuất. Trợ lý sản xuất. Việt ơi. Giờ có một cuộc thi dạng xíu. Là giờ dự đoán cái giờ kết thúc của chương trình. Này, hôm nay mấy giờ tập, kết thúc? Hôm nay 3 tập à? Hôm nay quay 3 tập. Hôm qua em đón 11 giờ là đúng 11 giờ đấy, hôm nay ghê vậy? 3 giờ. Không, bây giờ mình chung 50 ngàn. Nếu mà thắng là em hút hết của tất cả mọi người. Thôi con chơi nha, con chơi. Chơi đi. Con chơi nha. Chơi đi, chơi vui mà. Chơi đi. Giờ đi em dự đoán đi, ví dụ như cái giờ kết thúc của mình nó sát giờ của em nhất á thì em sẽ thắng hết. Dạ bạn Việt là trợ lý sản xuất. Nói chung trong ở đây mà cần cái gì á thì ở ngoài đây Trang sẽ sản xuất, Trang sẽ điều phối các bạn để hỗ trợ. Bạn Việt thì sẽ chủ yếu là phụ với bé Nắm ở trong nhiều hơn. Dạ hoặc là đi mua đồ, in ấn những cái gì đó thì bạn Việt sẽ hỗ trợ giùm Trang.
3 giờ nha bà con, 3 giờ nha, 3 giờ. 3 giờ là hiện giờ là em hốt được 200 ngàn rồi đó. Còn những người khác là dự đoán mấy giờ? Hiện giờ là có một người 4 giờ, một người 3 giờ, hai người 3 rưỡi, một người 3 giờ. Ok. 3 giờ hả? Em sẽ dục mọi người quay sớm. Lúc đó là sẽ mình sẽ khao đao dự đoán luôn. Rồi bây giờ mình vô khu vực trong sân khấu đi cả nhà. Dạ. Dạ đây, đây là cái khu vực nhộn nhịp nhất. Đó, khu vực của bạn Mo, dạ, của bên âm thanh. Dạ, bạn Bảo thì đang chạy chương trình ở trên rồi rồi. Dạ, cảm ơn các anh nhiều nha. Giờ các anh muốn chơi dự đoán tỷ giờ kết thúc không? Dự đoán kết thúc không? Mấy anh là chỉ muốn về sớm thôi à. Xong rồi về đây Ba Giang. Dạ, đó, đây là vị trí làm việc của Ba Giang nè. Hôm nay Ba Giang đã phòng thủ trước đúng không ba? Phòng thủ. Chứ hôm qua nhiều lúc mưa, ào quá có một mình Ba Giang đây ba cái máy. Còn mấy anh kia là lo quay phim là lo cái máy của ảnh, không có ấy Ba Giang. Ba, hôm nay con đang chơi dự đoán. Là sao con? Dự đoán cái giờ kết thúc chương trình. Mỗi người chơi là sẽ bỏ 50 ngàn. Bỏ 50 ngàn vô trong quỹ. Trong đây nè, cũng như Ba Giang đoán số giờ nha. Cái lúc mà mình kết thúc chương trình, cái giờ đó đúng, gần nhất là Ba Giang hút hết của mọi người. Ok vậy hả? Gần nhất có thể hả? Gần nhất có thể là Ba Giang trúng. Giờ Ba Giang chơi không? Chơi. Ok đó. Hả? Có cái số lượng người chơi là chưa báo trước đúng không? Giờ đều con đang đi hết rồi đó, con đang đi được 4 người đó. 4 người là đây 200 ngàn rồi nè. Ba đón đó nha. Dạ. Ngày đầu tiên của mình là 12 giờ nè. 12 giờ. Hôm nay 3 tập mà. Dạ. Hôm nay 3 tập. Nói chung là buổi giờ là 2 tập là khoảng 11, 12 giờ không á? Ừ. Hôm nay 3 tập thì ba dự đoán mấy giờ? Ba đón khoảng chừng độ khoảng 3 giờ 20. 3 giờ 20 ha. 3 ok. 20. Dạ, hiện giờ là có một người 3 giờ, hai người 3 rưỡi. Ba là 3 giờ 20 với một người 4 giờ. Dạ. Chốt kích dự đoán của Ba Giang là 3 giờ 20. 3 giờ 20. Dạ, 3 tập nha. Dạ rồi. Dạ, xin đóng tiền. Dạ đúng rồi, đóng tiền. Đó, ai thắng là gom hết. Ai thắng là gom hết. Dạ, số tiền ở đây là 5 người 250. Dạ, đây chốt nha, chốt kết quả nha. 3 giờ 20 là lại trao thưởng liền. 3 giờ 20. Trao thưởng này anh dự đoán kết quả không anh? Hôm nay phải bôi dầu rồi hả? Hôm nay là chấn thương phải bôi dầu. Rượu lắm rồi. Đây cái anh này là 7 giờ rưỡi là phải có mặt ở đây, là 6 giờ rưỡi là phải lên set up đồ hết rồi. Dạ, tiếp tục mình đi một vòng. Đây bạn được. Dạ, bạn được. Đây là cái khu làm việc của bạn. Khu làm việc của bạn thì một riêng một mình một cõi, không ai đụng bạn hết tại bạn làm lưu trữ. Đây là quan trọng nhất, công sức của tất cả các anh em quay hình lại là đây, trách nhiệm gồm ngắn là đây. Được rồi, bây giờ chị đang làm một cái dự đoán may mắn là cái giờ kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Dạ kết thúc hả? Hôm nay quay 3 tập. Theo em nghĩ thì không, đấy này là em phải quyết định luôn nha. Mình sẽ chung 50 ngàn, thắng là gom hết. Nãy giờ đây là được 250 rồi đó. Nếu mà kết thúc chương trình hay là dọn xong đồ gì nghỉ không? Không, kết thúc thôi, anh Khương cắt máy. Kết thúc chương trình là mấy giờ? Khoảng 4 giờ. 4 giờ ha. Rồi, 50 ngàn. Thắng là gom hết. Nè, bạn được lưu trữ dự đoán là 4 giờ sáng ngày hôm nay sẽ kết thúc. Dạ. Cảm ơn bạn được. Đây số tiền này hiện giờ là của mình là được mấy người ta? 4 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7 người phải không? Đừng được là 7 người nha, 350 đây để đếm lại phải 350 không? 500, 50, 100. 150. 150. 200. 250, 300 là 6 người á. 6 người. Dạ, bạn đạt là bạn được là 4 giờ không? 4 giờ. 4 giờ hay 3 rưỡi quên rồi. 4 giờ. 4 giờ. Dạ rồi, 4 giờ. Rồi, cảm ơn bạn được. Hôm nay đang chơi dự đoán. Dạ. Okay. Anh Dương hôm nay là ngồi như là ngồi cao nhất ở chỗ đàn phim của mình luôn, vị trí cao nhất của đàn phim mình luôn. Đó, anh Vương là làm mấy quay phim, mấy toàn, dạ một mình một cõi luôn. Hôm nay bữa giờ là mình quay hình 2 tập, hôm nay quay hình 3 tập cũng là ngày cuối cùng. Đúng rồi. Thì đố anh Dương, không anh Dương dự đoán thôi là hôm nay mấy giờ là xong. Kinh nghiệm quay phim của anh rất là nhiều rồi. Anh đoán là 3 giờ rưỡi. À rưỡi. 3 rưỡi ha. Dạ chung 50 ngàn ạ. Ok. Dạ. Thắng là gom hết. Thắng là coi như là những người dự đoán 3 rưỡi là chia. À còn những người không mất hết. Bây giờ 3 rưỡi là em anh với anh Dương. Đúng không? 3 người, 3 người. Dạ. Mấy người khác thì Ba Giang là nha. 3 giờ 20. Ba Giang là 3 giờ 20. 3 giờ 25 thì mình chia. 3 giờ 20. Không, lúc đó mà 3 giờ 26 là tức nha, là mất là mình nhìn đúng không? À, 300 rồi, anh Dương là người thứ 7 nha. Là gần nhất nha. Đúng rồi, gần nhất, cứ ai gần nhất là mình ấy nha. Ủa nhưng mà ai đang trúng là ăn hết hả? Ăn trúng là ăn hết. Ủa, mấy người rồi? Nãy giờ anh là người thứ 7 á. Anh là người thứ 7. 3 rưỡi rồi đó. Dạ đây, mình nhận của anh Dương là
3:30 nha, 3:30 dạ. Rồi mình đi một vòng nữa. Đó, có cái clip phải quay lại, nhiều khi mình nói không nhớ đúng không? Có cái clip quay lại. Rồi đấy chúng nhau rồi sao? Chia đôi hả? Thì chia đôi. Mà anh này là 3 người đón chúng rồi đó. Đúng 3 người đón chúng rồi. Dạ, nhưng mà đây 7 người rồi. 7 là 350 rồi. Ok. Người ta kêu là làm giàu không có. 4 giờ sáng là biết. Mình đi một vòng nữa nha. Đây, giờ là trong lúc chờ đợi tập luyện giờ lại chương trình thì mấy bạn đang quay hình. Dạ, mấy bạn đang tập luyện. Đây Bảo. Bảo. Giờ dự đoán coi là hôm nay quay mấy giờ xong, dự đoán mấy giờ xong. Em nói có bị la không? Không, không dự đoán đi. Bây giờ đang chơi nè, ai dự đoán đúng là hút hết. Bỏ 50 ngàn vô, ai dự đoán đúng cái số giờ xác nhất là dự đoán đúng. Chơi. Chơi liền, Bảo là ham mê lắm. Ham mê cá lắm. Hôm qua mới cá ăn được 10 ly cà phê. Đây là có máu à. Đây dự đoán mấy giờ ạ? Chính xác nha, số gần nhất nha, chính xác là sẽ đúng nha. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng đúng không? Rồi, 3 giờ sáng sẽ nhận cho bạn Bảo nha, thắng là gom hết nha. Rồi, cảm ơn Bảo. Bảo mở đi. Em đang cá độ nữa. Thắng là gom hết cặp tiền này nè. Dạ. Được mấy người rồi, rồi mở nhạc đi để tập. Dạ. Giờ là đang có chị Kiều với anh Sơn dẹp chương trình. Thôi để xíu nữa chạy tiếp là mình quay tiếp cái clip này nha. Dạ. Ủa nè, Bo nè. Bo. Giờ đang có một cái trò chơi là mỗi người dự đoán thì sẽ bỏ 50 vô, thắng là gom hết. Thấy không? Thì giờ là Trang đang đi được 8 người rồi. Hôm nay là mình quay 3 tập thì mình sẽ dự đoán là mấy giờ xong. Ba là dự đoán 3:30. Giờ chính xác nha, nghĩa là như là nó sẽ gần nhất, như 3:45 thì ai gần nhất á sẽ được gom nha. Mấy giờ? 3:30. Ba có thể là dự đoán là số như 3:35 gì cũng được. Nãy giờ là có đến khoảng 4 người hay là 3 rưỡi rồi đó. 3:40. 3:40 nha, chắc chắn. 3:40 và hùng 50 à. Chú vô trong lấy được không? Được, có tiền ghi sổ nha. Đó là giờ đang được 8 người, Bo là người thứ 9, là 3:40 cho bạn Bo mới cúp, thắng là gom hết. Đó, còn nếu hai mà chung cái giờ đó như ba bụng như mua mà có một người chung nữa thì hai người cưới nhau. Rồi. Có clip là bạn chứng. Ok. Rồi, chơi không? Em chơi đó. Chơi luôn, rồi giới thiệu mà... luôn. Em cũng là bên team makeup. Dạ, em cũng là bên team makeup luôn. Rồi. Em đoán là hôm nay chắc là tầm 4 giờ sáng đó. Chính xác giờ. Chính xác là 4 giờ. Chính giờ. Em có thể lệnh tí xíu để như những người mà gần hơn á thì em sẽ có quy 9 giờ. Có hai người 4 giờ đúng không? Mẹ là 4:05 mà giờ diễn ra là 4:10 thì em sẽ hốt hết. Em đoán là 4 giờ. 4 giờ ha, rồi em tên gì? Em tên Kiên. Em bên team makeup luôn nha mọi người. Rồi 50 luôn nha. 50 luôn. Rồi chúc được, chúc được. Thắng hay thua sau 4 giờ sáng là biết. Đây là tính tiền. Ok rồi, như nữa đi nữa là mình hiện đang có 10 người rồi. Dạ đây, hiện giờ là các cô đang trong lúc thời gian chờ là các cô đang lên đây để make up, coi như là làm dưỡng da. Dạ con chào cô Lan. Ôi cái mặt đấy. Cô Lan dễ thương lắm, cô Lan là từ An Giang lên không cô? Ở Đồng Tháp. Dạ, ở Đồng Tháp mà sáng nay là cô Lan, hồi nãy cô Lan kể con cô Lan đi xe mấy giờ lên? Cô đi xe đò. Dạ. Lên tới đây 4:30. Là từ dưới Đồng Tháp là mấy giờ là cô phải đi xe lên cô? 12 giờ lên xe. Dạ, 12 giờ là cô Lan phải lên quay, xe. Quay hình vậy cái mặt làm đẹp vậy phe mấy bà ở quê đừng cho mấy bà ganh tị nè. Dạ. Ngủ đi không đi nè, lên dạ. Làm đẹp khỏi tốn tiền rồi dạ. Coi ca hát cũng khỏi tốn tiền nữa. Giờ cô làm đẹp xong mà xíu cô ra xem chương trình, xong mà chương trình xong á cô ra cô làm đẹp tiếp được. Quay về. Thôi làm hoài ngại lắm. Không sao, không sao, đây là được tư vấn làm đẹp miễn phí. Với lại cô lên đây lúc 4 giờ sáng rồi cô ở đâu? Thì đi vô đây nè, vô đây 4:30 gặp mấy bà tập thể dục, ngồi đây tám với mấy bà luôn. Vui lắm, bà đông lắm, mấy bà hỏi. Hỏi thăm nó lên sớm, mấy bà nói vậy, rồi ra đi. Mấy ông đó nói thôi ra tập thể dục luôn đi. Dạ, cảm ơn cô. Thôi cô nghỉ ngơi xíu rồi vô nha. Dạ, đó. Mình đến đây mình tranh thủ thời gian mình ra đây mình với lại make up dưỡng da nhiều lắm. Dạ, giờ là trong lúc chờ anh Thạnh để anh soạn cơm ra, các anh em quay phim là đang túc trực đợi là chuông reo là bắn là lại lấy cơm mà ăn liền để hôm nay kịp để quay 3 tập. Rất là ai cũng nôn nóng để có thể hôm nay quay sớm để xong sớm. Dạ, chào cô. Cô khán giả nên đi coi hả cô? Không, cô là của gia đình của chúng mình. À dạ, dạ con cảm ơn cô. Vậy cô ăn đi để xíu nữa vô xem được con quay hình đến tối luôn nha. Dạ, đây là chị Thán Kiều, dạ đạo diễn của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Đây em gắn cái video cho chị Kiều nha. Ok. Dạ đây là phiếu ăn. Không có phiếu ăn thì là mất 50 ngàn. Không có phiếu ngàn. Ăn là mình tự đi ăn. Dạ. Đây, nay em đang có một cái game show. Mình là tham gia quay hình Ngôi Sao Miệt Vườn nhưng mà có một cái game show đó. Vụ gì? Hiện giờ đã có danh sách 10 người tham gia cái game show này. Dạ. Cái gì 4 giờ 2 giờ gì vậy? Không được nhìn đó, chỉ nhìn tên thôi. Đó. Là bây giờ em đang chơi game show là
hôm nay là ngày cuối quay hình. Vậy Kiều nhớ cái ngày đầu tiên của mình là quay hình mấy giờ xong không? Ngày đầu tiên hả? 11 giờ rưỡi. Đúng rồi, là khoảng nói chung là ngày nào mình cũng phải bắt đầu khoảng 10 giờ 11 giờ hết á. Rồi ngày thứ hai là mấy giờ xong ta? Ngày thứ hai hình như sớm hơn xíu nha. Sớm hơn xíu thôi à? Sớm hơn xíu à? Xíu là khoảng 11 giờ thì 11 giờ 15 là đúng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày thứ ba. Ngày thứ ba cũng cỡ đó hả? Đúng không? Là ngày nào là cũng cỡ 11 12 đúng giờ rồi, đó. Chứ đâu có rồi, thể nào sớm hơn. Ngày hôm qua cũng trễ, ngày hôm trước cũng trễ thì hôm nay mình quay 3 tập nè, là ngày duy nhất quay 3 tập luôn của chương trình luôn. Chị Kiều đoán bây giờ là em đang có hiện đây là danh sách là 10 người nha cô chú anh chị, Trang ghi ra nè, thời gian đồ lại luôn 10 người. Và chị Kiều chơi cái cuộc chơi này á, là mình sẽ mỗi người hùng 50.000 dự đoán cái giờ mà kết thúc của chương trình ngày hôm nay, nghĩa là khi nào anh Phương Cơm kết thúc cắt máy đó là nó mấy giờ. Thì nếu mà chị Kiều hùng 50.000 thì thắng là chị Kiều, đúng số giờ của chị Kiều là chị Kiều gom hết. Cái gì căng dữ vậy? Nghĩa là danh sách đây là mỗi người 1 giờ, coi như là mình gần nhất nha. Có thể là nó sẽ lẻ như là 3 giờ 4 mấy gì đó mà nó lẻ lại. Dạ, cho chị Hạnh. Xin một phiếu cho nhà tài trợ. Dạ, chị Hạnh ngồi đợi em xíu nha. Dạ. Dạ không, không, có cơm. Dạ, chị Hạnh ngồi đợi xíu, anh đang bày ra. Dạ. Chị Hạnh, chị Kiều dự đoán mấy giờ? Có xác suất không? Không xác suất, tùy chị thôi. Như chị cứ điều đoán cái số giờ nào mà xác nhất á là bây giờ là bây giờ là 11 giờ đúng không? Đúng rồi. 11 giờ thì 12 giờ mình sẽ ghi hình. 12 giờ đến 10 tiếng sau là nhiêu? 12 giờ 24 giờ là 10 giờ. Ủa, 24 giờ 10 tiếng. 12 giờ 10 tiếng sau là 22 là 10 giờ. 10 giờ. Rồi 10 tiếng sau. 10 giờ. Thêm 4 tiếng nữa là nhiêu? 2 giờ. 2 giờ. Không. 3 giờ. 3 giờ phải không? Giờ chị chắc chắn 50.000. 50.000 em ghi tên vô đây luôn. 50.000. Trời ơi, 3 giờ không được đâu, 3 giờ chết luôn á. Mấy giờ? Giờ 50.000. Dự đoán này giờ chị muốn mấy giờ cũng được. 2 giờ. Chính xác nha. Thì giờ 2 giờ. 2 giờ là chưa có ai dự đoán đó. 2 giờ là chị gom hết số tiền này, hiện giờ là đang có 10 người. Ủa chứ người ta dự đoán gì? Thôi. Tùy theo chứ, tùy theo. Có khi người ta dự đoán nhiều nhưng mà nó không trúng. Cái này là hên xui may rủi thôi. Có mình chị là sớm nhất hả? Thì trúng thì có mình chị được luôn. Cái gì hay ghê vậy? Đó, thì trúng là chị được à. Được hết, nãy giờ 10 người là mỗi người 50 là được 500.000 rồi đó. Đó, 50.000 nha chị Kiều nha. Chị Kiều dự đoán đi. Giờ chị Kiều nhìn cái máy quay, chị Kiều dự đoán chính xác số giờ đi. Dạ, 2 giờ sáng. 2 giờ sáng cho chị. Thank Kiều. Dạ. 2 giờ sáng em bắt chị 100, em chung chị 100 nhưng mà em ăn chị 20 thôi. Thấy không? Chị phải mạnh mẽ chứ, lúc mà có một mình chị thắng sao, ai biết được. Mình đâu có biết kêu được. Hạ bạc đã ăn 8 đó chị. Là sao? Là mình thua 10 mà mình ăn 2 thôi. À, ăn 2 luôn chứ lộn. Ai biết được, giờ bỏ 50.000 mà xíu là xíu ăn hết 500.000 luôn sao? 50.000 thua rồi. Giờ chốt không? Chốt 2 giờ chưa hay chốt mấy giờ để em ghi giấy nè. 2 giờ. 2 giờ cho chị Thắng Kiều nha. Thế rồi. Không? Bé Bảo. Rồi, chốt chưa? Chốt chưa? Chốt. 2 giờ. Vậy xíu nữa mình đưa tiền, lúc mà chị Kiều thấy mình cũng gục ghè vậy ha. Rồi, người thứ 11, dạ chị Thắng Kiều chốt lúc 2 giờ, 2 giờ sáng. Rồi, để coi tiền nhiều này là của ai. Rồi, ok, mình xíu nữa mình đi tiếp. Dạ. Hiện giờ là các anh đang xếp hàng để lấy cơm, nhận ăn cơm cơm trưa. Dạ. Giờ nãy giờ mình khảo sát được 11 người rồi đó. Ê, bé Nhi. Anh Nguyễn Quyên Nhi. Dạ, đúng rồi. Mà đây là mùa 2 làm vừa làm trợ lý sản xuất, vừa làm quản lý thí sinh, vừa làm biên tập của chương trình luôn. Nói chung là những cái mà trailer, teaser á là bé Nhi cắt hết á cô chú anh chị. Nói chung là một cháu gái rất là đa năng của sư phụ Khương Dừa cùng với bé Lệ. Năm nay là lớn hơn, chững chạc hơn. Năm nay là ít kêu bộ đàm bé Nhi gì lắm. Bé Nhi tự giải quyết hết. Dạ. Thấy đỡ phiền lắm nha. Cảm ơn chị Trang. Là mùa 1 phiền lắm hả? Không, là mùa 1 không có phiền. Mùa 1 là gì? Rồi là gì? Mới vô chưa có kinh nghiệm gì hết, gì cũng phải hỏi mấy chị. Đúng rồi, không, mùa 1 là cục cưng. Cục cưng đúng không? Năm nay là gì? Cô cháu mình đá rồi. Bỏ đi à. Nói chứ là năm nay bé Lệ với bé Nhi tiến bộ rất là nhiều. Dạ, nên là rất là vui là tụi mình làm chung với nhau mà mình hướng dẫn được cho nhau phát triển như vậy là vui lắm rồi. Đuổi chưa? Đúng giờ hôm nay chị có một cái món quà dành tặng cho em, nhưng mà món quà đó phải sau kết thúc chương trình mới biết được. Quà gì chị? Bật mí em xíu rồi. Là nếu mà em thắng là em sẽ được rất nhiều tiền. Wow, bao nhiêu? Quà rất là nhiều tiền luôn. Nhiều lắm, nhiều lắm. Hiện giờ là đang là đến 550.000 rồi đó. Ghê chưa? Món quà này là 550.000. Nếu mà của em nữa là 600.000. Vậy là em nghe là em phải bỏ tiền vô rồi. Món quà này lại phải chung tiền vô. Nói giỡn chứ chị đang chơi một cái game show là
mỗi người sẽ dự đoán cái số giờ kết thúc của cái tập ngày hôm nay. Dạ, căng ạ. Chính xác nha, giống như anh Khương vừa kêu là cắt máy đó, là mình tính ngay khúc đó thì mình sẽ coi nó là mấy giờ. Nếu mà em xác nhất thì em sẽ giống ví dụ nha, nó mới là 1:45, thì nếu em dự đoán là 1:30 hay là 2 giờ thì nó sẽ trúng, cái nào gần hơn nó sẽ trúng, ok không? Nên em có dự quyền dự đoán số lẻ nha. Dạ. Còn ví dụ như mà những người nào mà dự đoán chung giờ với em thì sẽ chia. À, được chưa? Rồi, được chưa? Rồi, đó. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm giải. Dữ. Vậy là về dạ. Mới vô 50 quá. Đây đó, nãy giờ chị gom rồi đó. Đây cái danh sách nãy giờ là mình có 11 người rồi nha. Có những người dự đoán giống nhau, cũng có những người dự đoán khác nhau. Rồi, rồi. Giờ Phan Nguyễn Như Nhi có chịu chơi thử thách này không ạ? Em có thú vị quá. Đúng không? Mình thử cắt cược, mình thử vận may thôi, coi dạ. Như là 50 rồi thắng bao nhiêu. Mấy cô giáo số nhà chị có nhiều câu rau hay lắm. Dạ. 2 tỷ của ai, 2 tỷ của ai, xong mà có nhiều mình nhỏ nhà nghe cũng tò mò luôn, xong cái này giá số ai mua, giá số ai mua. Bây giờ cho em tên em vô luôn đi. Tên Quyên Nhi vô, Phan Nguyễn Quyên Nhi. Rồi là giờ em phải đóng 50 ngàn đúng không? Đóng 50 đúng 50 ngàn luôn á, thương tính giờ. Đi ăn sáng luôn á. À không, ở đây ăn phát cơm phát phiếu rồi. Đây đây 50 hả? Dạ. Trời ơi, hay vậy ta. 40 được không? 40 thì xíu nữa lãnh này chia là trừ lại nha. Rồi, lãnh đủ của Quyên Nhi 50 ngàn. Và đây người số 12, Quyên Nhi dự đoán mấy giờ? Em có dự đoán, em có theo cái cảm nhận của em mà dự đoán mấy giờ? Em đoán là... Để em tính thử. Chị không biết được, mình nói chung là mình không có biết được. Tại vì quay hình nó sẽ có những khó khăn, có những lúc nhanh hơn mình tưởng, có những lúc lâu hơn mình tưởng. Căng thẳng quá. Tầm khoảng 2:45. 2:45 cho dạ. Phan Nguyễn Quy Nhi là cái người duy nhất dự đoán 2:45 đó. Ở đây là có người dự đoán 3:30, 3:20, 4:00, 2:45. 2:45. Đó, ví dụ như 2:40 là bé Nhi thắng, 2:50 là bé Nhi. Là xong ca rồi hết luôn đúng không chị? Cắt là xong hết. Trao giải thưởng xong hết luôn. Cứ mình giữ lên mình đó là cắt máy. Đó, là mình chốt đồng hồ đó là 2:45. Là bây giờ là em Trời, người đó 4 giờ luôn hả? Ừ, có người đó 4 giờ luôn. Dữ vậy. 3:30 luôn, nói chung là thắng là gom hết nha. Thắng là thì giờ mà mình quay đến 5:00 hay 4:30 là coi như mất tiền. Đúng không? Mà lỡ mình quay 12:00 là có em rồi. Dạ. Rồi. Dạ, rồi, ok. 2:45 nha quý bà cô chú anh chị. Ok, 2:45 cho Phan Nguyễn Nguyên Nhi. Rồi kết quả công bố sao? Dạ. Ok, cảm ơn Nhi. Dạ. Xíu gặp lại. Xíu là không biết là chia vui hay là chia buồn. Thôi kệ, tham gia vui là được. Đúng rồi, dạ. Ok. Nhưng mà em dự đoán cái giờ đó là mong mọi người xong sớm này. Đúng còn rồi. Về nghỉ ngơi nữa, mấy hôm nay mệt quá. Đuối quá trời đuối luôn. Rồi cảm ơn cái nhà đã gian cất lại cái này nó xíu nữa dự đoán cho mọi người. Có kỹ. Chứ không tổ chức trò chơi xong tự bù. Mẹ lắm. Em có rảnh đâu. Lén tranh thủ. Đây. Đây là ngày cuối quay hình, hôm nay mình sẽ quay hình 3 tập. Tự nhiên vào đây, tự nhiên ghi hình cái gì ngày cuối rồi đưa cái bản. Ê, không có nộp phạt thì nha. Không nộp phạt. Giờ chị đang có tự nhiên cái game show mini. Cái gì mà Minh Nhí Ngọc Quyền, cái gì vậy? Cái mini game hả? Mini game. Kim Khiết hả? Không, mini game, chúc thưởng lớn luôn á. Ý là Kim Khiết, Kim Khiết có tham gia không? Có quà. Chưa tới Kim Khiết, xíu nữa sẽ là Kim Khiết. Dữ vậy? Ờ, dữ dằn luôn. Bây giờ là có 12 người tham gia rồi đó. 12 là nãy giờ đi vòng vòng á. Chơi cái gì nữa bà? Chơi. Ekip có 7 đứa mà 12 người tham gia. Chơi hết luôn quay phim. Thôi em chơi. Sao vậy? Gì mà chọi dữ vậy? Không chơi. Không, cái này chọi dễ lắm. Cái người này ta là... đi làm, đã áp lực muốn chết rồi, giờ bắt đi chơi game show rồi bốc thăm nữa thì ai mà chơi. Không, áp lực đâu. Không có bốc thăm mà chứ là sao? Mà là giờ mình sẽ chơi là mình dự đoán cái giờ kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Rồi được cái gì? Rồi bây giờ mỗi người mình ai chơi á, bỏ 50 ngàn vô. Thắng là gom hết đó, coi như mỗi người bỏ 50, coi như thắng ai gì đấy đúng rồi hết đây nè. Nãy giờ thắng được gom hết là cũng thấy 10, ok nha. 12 người nè, 12 người là được 600 ngàn nè. Đó, 600 ngàn, coi như thắng là mình chia hết, còn ai mà dự đoán chung với mình á thì mình cưa. Vui không hết giờ trời em không thích cưa nha. Thì giờ em dự đoán xác định cũng đi, như đấy đúng được cái giờ luôn. Như 3:30 thì em 3:35. Bây giờ mọi người mấy giờ là nhiều nhất rồi chị? Nhiều nhất hả? Có 4 giờ là nhiều nhất á. 4 giờ sáng á? 4 giờ sáng là nhiều nhất. Bây giờ là mấy giờ ta? Ôi, em là 2:30 sáng. Nè, bây giờ là 1:12 mà mình vẫn còn đang quay tập 1. Rồi, bây giờ bé nắm chơi không? Em dự tính là 4 giờ chiều là xong tập 1. 4 giờ chiều. Từ 6 giờ. 5:30 bắt đầu quay tập 6 giờ đi. 6 giờ. Thì 11 giờ là quay xong tập 2. Rồi.
12 3 giờ sáng là quay xong tập 3. Rồi, giờ đâu? Ngập tiền mới chốt giá rồi. Bao nhiêu? 50.000. Ít quá không chơi. Đã chơi thì phải xuống sát, tự nhiên chơi có 50.000. Thôi, chơi 50.000 để ai cũng vui. 50.000. Nào thì có 50. Thôi. Ý là người có tiền không có xài tiền nhỏ, tiền to mà. Chuyển khoản hả? Mấy tỷ hả? Chuyển quả. Thôi chơi lớn vậy. Chơi lớn vậy, kiếm được chơi bây giờ. Bao nhiêu? 50 à? Bây giờ những nhân vật nào chơi rồi đây, nói. Đây là nhân vật bày đầu trang YouTube à? Rồi tiếp. Cậu Tư, trời. Chơi mà còn phải hỏi danh sách chơi. Trời ơi, trời có những người hơn thua lắm mà. Cậu Tư này, Nguyễn Thị Ngân này, những người đấy là chơi không có lại. Nên phải hỏi để xem biết còn đoán lại giờ chứ. Cậu Tư, anh Vương, anh Bảo, ông Thanh, thì mà cho nhiều như vậy thì nhiều mới vui chứ, mới thắng lớn chứ. Còn có F88 mới là nhà cái đến từ châu Âu vậy. mình bỏ số ít mà thì mình thắng lớn mới đã chứ. Trời, anh Thái nè, Việt nè, cháu em nè. Trời ơi, mày em chơi luôn. Được nè. Anh Bo Makeup nè, Kiên Makeup nè, chị Thanh Kiều nè, bé Nhi nè. Rồi giờ em là người số 13 đó, em vừa đáng mấy giờ. Trời, xui vậy thôi, đi lại cho cắt đi, tự nhiên em thích số 13. Số 14, em là số 14. 14 cũng không thích luôn. 12. Dạ, số mấy máy ghi vô số mấy. Không, vừa nãy chị là số 10 mấy. Em là số 13 đó. Đâu? Số 13. 13 lận hả? 12, 13 cũng được, ok chơi 13 đi. Rồi, bây giờ 10 mấy giờ. Thắng là thắng hết đó nha, thắng là thắng hết số tiền á. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng đúng không? Rồi 3 giờ sáng à, xin 50 à. Đây à, xin hãy nhìn vào camera và nói kết quả của mình à. Rồi đó, để xem tiền á, nhiều có tiền. Móc tiền nó hơi lâu xíu. Nhiều quá, phải thấy à. Ôi 5 tỷ luôn hả, à? Chơi lớn vậy lắm. 2 tờ luôn nha. Rồi, mới nắm là 50 ngàn, và mới nắm dự đoán là... Nắm đi, 3 giờ sáng. Rồi. Bây giờ có ai 3 giờ sáng chưa? Bây giờ sáng là có anh Bảo, ông Thanh là 3 giờ sáng nè. Vậy không chơi Bảo, ông Thanh đâu, thằng đấy nó nhây lắm. À, thì cứu mà, cứu liền mà. Thì, ok. Chị đưa ra, chị chia đôi, chị đưa mà. Đó, này nha. Hiện giờ là mình được 13 người. Đó. Rồi, bé nắm. Chốt, 3 giờ sáng. À, dạ. Rồi, hợp tiếp tục. Đi càng quét tiếp. Sau này không làm phục trang nữa. Nếu mà có giải này là về mua nhà, mua xe hơi luôn. Mua vàng nữa. Mua vàng nữa, mỗi người 50. Mua đất nữa. Mỗi người 50 mà mười mấy người chơi rồi. Mua nhà nữa. Nhà thì em bảo mua nhà, mua đất, mua vàng, mua xe hơi. Mỗi người phòng. Bỏ chồng luôn. Rồi đi tiếp nha. Dạ. Em mấy người ngồi đây sao chị không đủ? Đủ không? Chờ chị Thảo không ở lại đến cuối cùng mà sao chị tiện? Chị về sớm. À, thôi bỏ đi. Nha chị đây, để hai tháng mình đến vui thôi. Chị hẹn chị đến mấy giờ? Chị đón hả? Chị đón tầm 4 giờ sáng á. 4 giờ sáng đúng không? Dạ. Chị thắng là 3 giờ. Cứ 4 giờ cũng biết. Bây giờ là 2 giờ mà không có tiết mục thứ hai nữa. Đó. Yên tâm đi, càng về sau nhận xét càng lắm mà mỗi người chỉ một câu em hết này chốt đó tặng quà xong tặng quà cho em đi xuống rồi xong đúng thắng là qua phải mời chị Thảo bún bò thu quá chị Thảo phải mời em ăn bún bò thì em tư vấn cho chị Thảo mà lại còn phủ đồ cho nữa mà chưa thấy bún cua đâu. Dạ cô, dạ cô đâu. Dạ cô là vợ của chú bây giờ con đang tham gia một cuộc thi vui thôi là giờ tụi con dự đoán cái giờ kết thúc của chương trình này. Dạ nếu mà cô tham gia thì cô bỏ 50.000 để chơi vui thôi nha. Bỏ 50.000 thắng là làm nhiêu là anh hết. Dạ coi như là nhỏ mà ăn lớn á. Dạ cô có muốn tùy nha, này mình muốn tham gia còn không thì mình đáng vui. Dạ. Là sao mình đón giờ đó. Dạ cô đoán giờ chính xác thôi, giống như là giờ con có thể vừa đoán mấy giờ là cái chương trình của mình kết thúc, như là lúc anh Phương trao giải xong hết rồi chứ người ta hát nữa đây kết thúc. Dạ cô là dự đoán mấy giờ cô? Cô là đi nhiều show, nhiều chương trình rồi đó. Thôi cô thấy cái chương trình này thì tùy lúc là có thấy có bữa đang trễ mà sao nó giảng sớm như hôm qua. Dạ. Còn có bữa thì sớm mà đi về trễ. Về trễ. Không ngờ được đúng không? Không ngờ được, sao biết được giờ đóng đại đi. Biến đổi dữ lắm. Là kết thúc luôn á. Cô vui hay là tham gia vô? Cực là 50 phải không? Dạ, cuộc là 50 là bây giờ là mình công bố kết quả là mình. Ngắn nó nói 3 giờ phải không cô? Dạ. 2 rưỡi. Vậy dạ. Mình lấy con tính 2 rưỡi đó. 2 rưỡi đi. Nhưng mà con thấy là hôm qua ấy 11 giờ mới quay xong. Mà nếu mà 2 giờ thì một show quay có 2 tiếng là ngoài một dự tính rồi cô. Không có thể là cô có thể là như 2 giờ 35 đấy nha. Tại vì mình càng chính xác càng gần nó như kết thúc đó là ví dụ nó kết thúc là 3 giờ 05 đi. Thì những cái người mà dự đoán sát nhất là sẽ gom nha. Dạ. Thì có 2 rưỡi đi. Dạ vậy là cô. Dạ đây cô cho con xin lấy 50 ha. Rồi chơi vui. Chơi vui. Là chúng độc đắc không? Dạ chúng là chúng hết. Chúng là chúng hết.
Là bây giờ đây có cái bút của ta. Mượn cái bút anh, có cái bút không anh? Cho em mượn cái bút bi. Đây. Đó, ghi vô để em bút. Đây, để em qua, em qua. Ai chơi em qua. Đây, con gửi với cô 50 nha, tiền thôi. Đây, đây là nãy là bé Nguyên Nhi nè. Rồi, bé... bé Nấm nè, bé Nấm là 3 giờ đúng không bé Nấm? 3 giờ, cầm được mấy tỷ rồi. Cô có mình cô duy nhất á. Cô ăn là cô bốn hết á. Con cảm ơn cô, bây giờ là 14 người nha cô chú anh chị. Dạ. Cứ 14 tỷ rồi đó. Chúng là chúng là chiều nay là kết quả người ta kêu là thế nào đúng không cô? Đó là chiều tối nên là sẽ biết. Dạ. Con đóng gì? Con đóng 3 rưỡi mà sao nãy giờ con đi thăm dò con. Con trong chương trình coi chừng con thắng được. Con hay xui lắm cô, số con xui lắm cô. Dạ, đang tiếp tục thứ hai nè. Con cảm ơn cô. Rồi. Mong là có thể báo tin vui với cô nha. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, tiếp tục. Con cảm ơn cô Ngọc Huyền Châu. Dạ. Anh chơi không anh? Chơi là chơi vui không? Chơi vui hay là bán? Chơi là ráng quở đó nha. Không, đâu có gì quở đây. Cái này là mình chỉ chơi vui thôi nha. Cô chú chị coi như là mỗi người hùng. Thắng thì bữa sau mình lại mời nước cả nhà. Dạ, vui vẻ mà. Con sao? Chơi vui hay là chơi mấy giờ? Nhiều hơn tùy anh đáng à. Thì anh đáng à, giờ là đang có 14 người. Nó xui thôi, như vậy thôi. Tiết mục thứ hai hả? Dạ, anh chơi không? 4 giờ sáng, tôi nói rồi 4 giờ sáng. 3 giờ 45. Rồi đó, chơi số lẻ vậy đó, có thể có khi con một mình nha. Rồi anh tên gì anh? Danny. Anh Danny, anh này là trợ lý make up của chị Ngọc Huyền. Dạ, anh Danny. Hồi nãy 3 giờ 45. Đó, một mình anh Danny là dự đoán 3 giờ 45. Anh là người thứ 15 rồi nha. Đó, em cảm ơn anh. Thì giờ anh nói 4 giờ đi. Đó cắm tiền vô 4 giờ. Sớm vậy đó, sao mà xíu được. Kết thúc rồi là kết thúc là nguyên nhóm mình đứng ở chung nè. Được anh là bồ, anh Khương rồi em. Đến giờ liền. Chơi nè. Chơi luôn, dạ đây anh làm mấy cúp của thầy Minh Nhí. Anh tên gì anh? Lâm Hoàng Trịnh. Anh Lâm Hoàng Trịnh. Anh Trịnh nha. Dạ. Đây em ghi chú lại mấy cúp thầy Minh Nhí. Mấy giờ anh? 4 giờ sáng. Rồi. Nhưng mà nè, cuối giờ nhớ tặng tôi cúp nha. Không, cuối giờ thì không kịp đâu, phải làm chứ. Cuối giờ phải làm, có gì bữa sau. Để cúp thì phải làm. Ủa, dưa giờ không có dưa hả? Đang dưa tại nó enter lên. Không, cái cúp tôi sao rồi. Dạ, cúp không á hả? Không á. Đây, dạ em xác nhận là anh Trịnh mấy cúp của thầy Minh Nhí là 4 giờ. Dạ. Hiện giờ là mình đã có 16 người rồi. Rồi xíu nữa Trang sẽ hỏi thăm thử chú Châu Thanh, hỏi thăm thử cô Ngọc Huyền, các bạn Minh Nhí với lại cả Phương nữa. Hai người mà trùng giờ sao? Sẽ trùng giờ chứ đâu. Trùng giờ chia nên là con có nói mấy người lẻ lẻ đây nè. Thắng là hút hết đúng không hả? Dạ. Nếu giờ thắng 4 giờ mà 4 giờ 5 phút rồi sao? Giờ em mới 5 giờ là mình nhóm 4 giờ là anh á. Đúng không cô? Tại vì sắp đạt rồi. Dạ, cứ xác nhất là anh. Là 6 giờ sáng là 4 giờ ăn. Nhưng mà rất là mong là không tính gì chứ ghê vậy chứ sao. Nếu mà đó con nói 6 giờ sáng là trúng bão. Giống như đá banh á.